sang tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu cô bác ạ. Như sau khi mà cháu Lực đăng tải những thước phim lên thì rất là nhiều cái bình luận và rất là nhiều những ý kiến của các bác có nói với cháu Lực rằng là nên là sơn trước rồi lắp cửa. Đấy, thì cháu Lực cũng trong khoảng thời gian đấy cháu Lực cũng tìm hiểu rằng là nếu mà khi mà mình lắp cửa vào thì mình sơn ấy thì nó sẽ dính vào cái phần cửa sổ của bác, thì nhìn cái màu của nó sẽ trông kiểu là nó nhìn màu của nó bẩn ấy, và lúc mà mình cọ thì nó sẽ xước cái phần cửa đấy đi. Và hôm nay thì cháu Lực bảo với anh thợ sơn nói rằng là bây giờ thì anh nên là sơn trước khi vào lắp cửa của bác. Hay còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác anh chị là cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào xem là mấy anh em thợ là sơn như thế nào của bác nhá. Hãy nhìn từ ở phần phía bên ngoài, ở phần bên ngoài vào thì cháu Lực nhìn đấy là các anh đang ở đây là rất là đang sơn lót của các bác này. Màu thì chưa là thấy các anh phủ lên đâu. Vậy còn một tí nữa đi xuống hỏi anh thợ sơn là đã hoàn thiện tới đâu rồi. Đấy, cái phần bên ngoài thì cháu Lực nhìn thấy là các anh đã lót hết phần sơn lót hết vào rồi cô bác ạ. Anh nhìn sơn cái là nhìn cái ngôi nhà mà nó khác hẳn đi rất là nhiều cô bác ạ. Nhìn nó sáng sủa lên. Hay có thể là bây giờ các anh đang đi vào và hoàn thiện cho nên là vẫn còn là sơn nó sẽ dính ở ngoài một chút. Ô Hải đâu ấy? Đi xem trên này à? Lên đây xem các anh sơn à? À, ra đây. Anh Sử có ở nhà không? Có. Có à? Thế anh Sử, sao anh Sử không lên? Anh Sử về sau. Anh Sử về sau à? Thế một tí nữa anh Sử lại lên à? Rồi. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà cô chú chị ạ. Rồi, thế còn ong nữa? Hôm nay ông đang ở nhà. À, đang ở nhà thôi à? Vâng. À, hôm nay là nhìn thấy các anh là sơn nhà thì nhá, là lên đây à? Vâng. Thế nhìn thấy có đẹp không? Có ạ. Có à. Em chào anh nhá. Cái tình hình thì hôm nay là làm tới đâu rồi anh? Mấy anh em thợ mình nhá. Mình đang tục tắc làm rồi em. Vâng. Ô, đây bây giờ là đang sơn lót rồi anh, bây giờ ấy. Đang sơn lót qua cho anh em mài rồi, mài mất rồi. Hôm qua là mài cho nó mịn lại, hôm nay là sơn luôn à? Hôm nay là sơn lót lên. À vâng. Mài lên sơn rồi. Vâng. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là anh khi vào sơn của bác này mua rất là nhiều bạc. Chỗ này thì chắc là tầm 20 mét, mét bạc chứ anh nhỉ? 20 mét em ạ. Vâng. Không sơn vào nó bẩn. Vâng. Cháu đang cho mấy anh em lót này, sơn lót. Sơn lót thế ngày mai là được phủ màu rồi anh? Chắc tầm mai được phủ màu rồi. Vâng. Chắc chiều mai được phủ. Vâng. Xem từ mai nó có như thế nào. Hôm nay thì mấy anh em đi làm thì mấy người anh hôm nay? 3-4 anh em đây thôi. 3-4 anh em rồi à? Và hiện tại thì các anh đã hoàn thiện xong là ở cái phần phòng, cái phòng khách này cô bác này, phòng khách thì gần là xong rồi. Còn ở cái phần bên ngoài thì cũng nhìn thấy là anh lót phải nói là khi mà các anh mài xong lót rất là mịn cô bác ạ. Đây, mặc dù cháu Lực dùng tay miết như này cô bác này thì vẫn không gì nhìn thấy cái vết sơn đâu cả. Đấy. Vậy ông thì cũng lên đây để xem luôn rồi. Này mai lại kẻ lên trên này cho em chứ anh nhá. Có mai anh kẻ đó. Vâng. Em xem kẻ chỗ nào thì em cứ bảo. Vâng, phào chỉ nữa. Anh em thợ kẻ đó, phào chỉ. Bây giờ thì kẻ trên phào chỉ này, trên là thiên cái thung cửa sổ này. Xong là bên kia làm một vệt chạy từ bên kia sang bao quanh cái trần phần chữ A của nó. Phần chữ A đấy. Vâng. Rồi. Vâng. Mai chạy, nhưng mà mai chắc chưa làm được cái phần đâu, mai chắc phải sơn trước rồi. Mai sơn đúng rồi. Mai sơn trong nhà trước. Sơn ở trong phần cả ngoài trong nhà chứ. Thế mai liệu mai có hoàn thiện được không anh? Chắc là tầm mai thì mai làm đến đâu mới được.
Thần bảo xong hết thì chưa chắc chắn, chắc là mai có phải xong hết đấy. Bởi vì bây giờ lót liếc xong hết, mai chỉ lên màu nữa là xong mà em. Vâng. Thế là thùng sơn là hôm nọ là anh chở lên đây hết rồi à? Anh chở lên đây hết rồi. Thế ba cái thùng là sơn ở trong hay ở ngoài? Ba thùng đấy ở trong, sơn ở trong và ngoài. Vâng. Này mở chưa em để xem cái màu sơn được không? Đấy em mở ra xem. Đấy. Mai là lên màu này đấy. Mai là lên màu này anh. Ừ. Vâng. Cái màu này thì là cái màu mà nó thuộc dạng trắng sứa một chút các bác này. Màu này đang thuộc dạng gọi là màu hot của năm nay đúng không anh? Đúng rồi. Ở trên này vào quả này là nổi nhất còn gì nữa. Cả khu này không có quả nhà xây nào. Khu này không có nhà xây đâu anh. Toàn là người ta toàn làm cái nhà mà nhà gỗ thôi. Nhà này làm đây là đẹp nhất đấy. Vâng. Vào đây cái nhìn nhà này vẫn nổi trội nhất luôn. Vâng. Hôm nay thì anh thợ cũng đã lên các bác này, lên gọi là phần sơn ấy thì có thể là hoàn thiện được đơn, tầm chỗ này là được 50% cho anh. Lót xong hết đi. Lót chắc cột tối chắc hôm nay cố lót hết em ạ, để mai lên màu. Vâng. Ôi thế hôm nay thì còn bên phòng khách nữa nhỉ anh nhỉ? Đây còn bên này còn phòng bếp rồi. Vâng. Bếp chắc tí tầm chiều, chắc tí tầm tối là xong hết rồi. Vâng. Cố lên cho nó xong để mai có lên màu. Và cái này khi mà các anh em làm thì anh nhớ là anh em dùng cái bạc đấy che lại trong chít cho nó đỡ vẻ bị sau này nó cọ nó rất là khó anh ạ. Anh em bên kia xong thì cho lót bên kia xong rồi kéo ban này về che vào. Vâng. Những cái này em cứ yên tâm để lúc xong anh phát cho nhân viên dọn sạch hết. Vâng anh. Lau sạch hết nền gạch hoa này. Những cái tường viết này cũng tránh được rồi. Vâng anh ạ. Đấy, bây giờ thì đang trong quá trình mà đi vào hoàn thiện của bác này thì không để tránh được những cái vết sơn mà nó bay ra ngoài cả. Đấy, cho nên là mấy anh em bây giờ một cách khắc phục lớn nhất gọi là tránh cái trường hợp mà nó bị rơi ra sàn nhà quá là nhiều thì mấy anh em thợ cũng đã mua bạt lên để mà che rồi. Đấy, xong là nó còn dính chỗ nào thì khi mà các anh thợ hoàn thiện xong thì các anh thợ sẽ lau dọn cho nó sạch sẽ hết cô bác. Đấy, sơn xong thì nhìn phải nói ngôi nhà phải nói rất là sáng cô bác ạ. Này có cần phải bắc giáo lên để sơn không anh? Không cần đâu, cái này có lăn này nó lăn tới mà em cây xào này lăn thoải mái tới. Thế cái này còn những cái góc góc này thì anh dùng cái gì để sơn vào? À đây. Đấy, góc này đây, đây có chồi. Cái chồi bé kia em. À chồi bé anh quét được không? Chồi bé kia quét vào. Vâng. Bây giờ cứ lăn như cái này đó, còn mấy cái khe thì mang chồi bé kia quét vào sau. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng gửi anh trước là một nửa anh nhá. Hôm nay thì em cũng cầm theo là chưa đến một nửa đâu. Thì lúc nào mà hoàn thiện xong thì em lại gửi anh thêm. Rồi ok em. Vâng anh. Hôm nay thì em gửi anh là 8 triệu trước anh nhé. Xong mà để đến hôm lúc nào ngày mai hoàn thiện xong thì em mới tiếp tục gửi anh. Rồi ok. Mai lúc nào anh hoàn thiện thì em gửi hết cho anh được. Vâng. Rồi. 8 triệu anh, 8 triệu thì còn nợ anh là 11 triệu. 11 triệu. Vâng. Chơi cho anh nợ đi anh nhá. Anh em mình chơi. Ôi anh không đếm hả? Anh thì đừng chú cái gì phải đếm. Anh phải nói là thưa cô bác ạ, ở đây trên xá này thì không có anh em mà đội thợ sơn nào đâu, chỉ gọi cháu Lực gọi tận dưới huyện lên thì mới có người để mà sơn. Trên xá không có đâu. Vâng. Xá đây anh đi sơn suốt mà, nhưng mà lên anh chưa vào trong làng này sơn cái nào cả. Hôm nay cái đầu tiên. Vâng. Thế buổi tối thì mấy anh em ngủ đâu? Buổi tối chắc mấy anh em ngủ nhờ nhà chủ đấy, không chắc ngủ nhờ trong lá này có chăn màn đấy. Vâng. Thế có khi tối mấy anh em lại ngủ đây à? Chắc có cái tối ngủ đây để mai hoàn thiện nốt cố, mai không đường đi lại xa xôi khó. Vâng. Không mai mà đi về là mất buổi. Sáng mai dậy ở đây trong làm. Nhưng mà phải nói là cái quãng đường mà đi từ dưới huyện lên đây thì rất là xa các bác ạ, đi tầm 4 đến 5 tiếng hồ thì mới lên đến nơi được. Đấy còn trời nắng ấy, còn nếu mà không trời nắng ấy thì còn chậm hơn nữa. Quả nhà này em làm đây là đẹp đẹp lắm rồi đấy. Đẹp nhất ở khu này rồi. Vâng. Ở chỗ bản này thì chưa có ngôi nhà nào xây cả. Chưa có ngôi nhà nào nhà xây. Cái này cái đầu tiên. Còn cái màu sơn này thì mình tì vào tay áo thì nó không dính nổi đâu anh nhỉ? Sơn đẹp mà em, sơn xịn mà có phải sơn rẻ. Nhưng mà đây còn đang lót của nó đâu chứ? Đây đang lớp lót thôi. Vâng. Mai vào lớp sơn nữa vào nó đẹp luôn. Không phai thế nào luôn em. Sờ vào thế này em biết được còn gì nữa. Có bảo hành không anh? Có chứ. Anh bảo hành cho lúc sơn là một năm. Là nó bị màu nó bị như nào là một năm? Màu nó phai phiếc là một năm. Vâng. Anh sơn lại, em có trách nhiệm về sơn lại cho chú. Vâng. Nếu nó bị bung như thế nào. Vâng.
À, là nó bị bung bung như kiểu bung ngoài đúng không? Nứt ra đúng không? Bung nứt ra. Mai vào lớp sơn nó mịn màng đẹp luôn. Mình vào lớp bả này nó đẹp như này rồi em ạ, nó mịn màng này. Thế hôm qua lúc mà mài thì mấy anh em dùng cái giấy mài hay là dùng cái gì mài? Mày dùng máy. Máy à? Có máy mà em. Máy đánh mà. Dùng người mài, dùng cái ghê mài lúc nào mới xong. Dùng máy mài đánh thì hôm sáng lúc chiều nay bắt đầu lên lớp lót. Phải nói là khi mà các anh mài của bác này mài thì rất là bụi luôn. Hôm nay thì có cả em Hải nữa. Ôi, cả các cô chắc là lần đầu tiên nhìn thấy sơn, nhìn thấy nhà mà dùng sơn hay sao không bác ạ? Dâu bị dâu à chị? Dâu rồi. Dâu rồi ta? Dâu rồi. Thôi khảo khảo bên này chứ mấy? Dạ hấp bằng này thôi. Ấy ông thì chưa bao giờ nhìn thấy, đấy gọi là nhìn thấy nhà sơn thì màu khác thì có rồi. Đấy nhưng mà không nhìn thấy là kiểu là có sơn để mà sơn màu như thế. Ông cứ nghĩ là ngôi nhà mà xây lên cái là nó có màu luôn. Đấy. Tụ sứ với đây chứ? Đi bẻ lạc khỏi lên một lần mà. Sử thì đi chở thóc rồi cô bác ạ. Đấy, vừa rồi thì chỗ Đức cũng đã gửi cho anh thợ sơn là 8 triệu rồi các bác, còn 11 triệu nữa. Ở đây thì cái khoản phần sơn này thì là chỗ Đức không phải trích cái tiền quý làm nhà rồi đâu các bác nhá. Là có các bác ở bên nước ngoài cô bác ạ. Và bây giờ thì chỗ Đức xin được đọc thêm một lần nữa. Có những bác nào gửi cô bác nhá. Đấy, tổng cái phần khoản mua sơn cũng như để thuê mấy anh em vào làm thì cho Lực nhận được là 20.866.000. Và trong đó thì có là thứ nhất là có bác Kim Hoàng là gửi 3.100.000. Và thứ hai thì có chị Trần Đỗ Giáng My là 2.500.000. Và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy. Cho Lực xin được nói lại một chút cô bác, vừa rồi thì quên chưa nói quê. Thứ nhất thì có bác Kim Hoàng ở Mỹ là 3.100.000. Và thứ hai thì có chị Trần Đỗ Giáng My ở Hồng Kông là 2.500.000. Và thứ ba thì có hai chị Nguyệt Thúy ở Mỹ là 2.000.000. Và thứ tư thì có bà Vương Kim Thanh 4.824.000, bà cũng ở Mỹ. Và thứ năm thì có bà Sundan Oliva là gửi 4.824.000. Và thứ sáu thì có bà Mary Vương 2.412.000. Và thứ bảy thì có bà Đàm Thị Thảo là 1.206.000. Thì tổng tất cả cháu Lực nhận được là 20.860.000. Và thuê mấy anh em làm sơn thì mất là 19 triệu rồi. Còn số khoản còn lại Còn dư là 1.866.000. Thì cháu Lực xin các bác là để vào cái tiền mà cháu Lực mua xi để mà làm sơn nữa, mua xi để mà làm phần sơn này các bác này. Và cái phần cái khoản còn dư thì cháu Lực đã mua xi là mất là 2 triệu là 1 tấn xi rồi. Và mua hôm mấy anh em làm ấy thì có cháu Lực có mua lên là 2 gói thạch với lại một lốc nước là 150.000. Và thứ ba thì cháu Lực mua cái thước để mà gặt đấy các bác là 100.000 các bác ạ. Phải nói là trong thời gian qua cháu Lực rất là cảm ơn tất cả các ông bà cô chú anh chị đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực cô bác ạ. Đấy, còn là bây giờ thì mấy anh em sơn như nào thì cháu Lực sẽ tiếp tục là vào chia sẻ tiếp các bác nhé. Đấy, rất là cảm ơn các bác rất là nhiều bác ạ. Đấy. Sơn màu như này hay là còn sơn nữa? Sơn màu này thôi á? Màu này chỉ là sơn lót thôi, chưa phải là sơn màu đâu. Đấy. Mày nữa, lấy cái thùng kia để mày quét nữa mà. Đấy, em Hải thì cô bác ạ, bảo là sơn như nào thì cũng chỉ biết là như thế thôi bao cháu cô bác. Đi lấy cái điều khiển nhà đi ra bật cái này trong sáng không? Vâng. Đấy, đi lấy điều khiển đi. Đấy. Mà làm tầm bây giờ phải đi yêu nó. Vậy ông thì ở trong thì mặc cái áo được các bác tiên gửi cho. Và thứ hai thì ở ngoài thì mặc là những cái bộ truyền thống của dân tộc thôi các bác ạ. Và hôm thức phim trước thì hai chị Nguyệt Thúy cũng có gửi cho cháu Lực là cái phần quà để mà đưa bao cháu là đi mua quần áo các bác. Cháu Lực cũng đọc bình luận ở trên kênh có một số cô bác nói rằng là sao không để tiền đấy để mà vào sắm sửa trong nhà đi. Đấy, ở phần sắm sửa trong nhà thì cũng gọi là các bác cũng đã mua cho rồi. Và cái phần này thì hai chị Nguyệt Thúy là muốn là khi mà bao cháu lên nhà mới thì mua cho mỗi người là một bộ quần áo để mà lên tân gia cho mới cô bác ạ. Mấy anh em thợ sơn thì
vẫn đang rất là miệt mài các bác ạ. Ok chưa anh? À, vẫn còn chưa. Vẫn còn chưa à? À, anh là chuyên đi về vé lại à? Vâng. À, nay thì tí mình lại đi thêm một màu để cho nó trắng trắng xóa xóa chứ. Vâng. Vâng. Cái chổi ở đây còn hai cái chổi đấy anh, em đang cầm hai chổi này. Này là lên như này à? Vâng. Thế để em đạo diễn một tí nhá. Này ông, dè, nó cắm con cắm cấy rồi. Tao bạn đây bị sán, vẫn còn dè. Còn cái xô nào không anh? À đây rồi. Bạn đang vắt lỗ chỗ này đi, tao vắt mông cắm tới dè. Bảy. Đây. À. Thanh niên là đang ở bên này rồi à? Vâng. Đổ thêm tí sơn nữa nhá. Bây giờ anh với ông cùng làm cùng thì một tí có giả một tí không nhỉ? Nhá. Và bây giờ với ông làm cùng thì một tí có giả không nhỉ? Ông có thể cắm. Đấy. Đấy, ở đây thì các anh cũng đã tự làm hết rồi cô bác ạ. Bây giờ thì cháu lực với ông là đi xem cái chỗ nào cần quét các bác. Thí dụ như ở góc bên này, góc bên này thì các anh vẫn là quét thôi. Có về quét là dè nè, dông ăn lim này, lim này dè. Đấy. Ở bên này này, đấy. À. Quét chỗ này đúng không anh? Dạ. Có đây hết đúng không? Dạ. À. Lại ở đây là cái lớp mà sân lót của bác ạ. Rồi, ông cũng phải gọi là tự tay làm một tí của bác. Có đây vài biển bạc thử tới gì ạ? Biển bạc thử tới không? Có biển bạc thử tới ạ? Quét như này hết đúng không anh? Dạ. Quét như này hết đúng không? Vâng. Ồ, thế làm sơn cũng đơn giản đấy nhờ. Ở đây thì gọi là mặc áo mới cho ngôi nhà luôn rồi quá. Phải không anh? Đúng rồi. Thế ông thì có vẻ là còn hơi bớ ngớ một chút của bác ạ. À. Ở đây thì ông chỉ có là được nhìn thấy thôi chứ còn chưa có được tự làm bao giờ cả. Đấy, nhưng mà ông gọi là lên đây nhìn các cháu làm ngôi nhà của mình là vui rồi. Đấy, các anh bảo thì ngày mai là các anh sẽ lên lót của nó các bác ạ. À, lên cái màu của nó hôm nay là chỉ có lên lót thôi. Phải nói là khi mà đi vào hoàn thiện một ngôi nhà bao cháu của bác, cháu Lực cũng phải nói là học hỏi thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm về cũng như là phần là xây dựng này, biết là vật liệu nào là phi 6, phi 12 hay là sắt 6, sắt 8 ấy các bác. Và sơn ấy thì cũng biết là xem cái màu sơn nào mà nó đẹp ấy, biết cách là mình thử có phải sơn chuẩn không. Vậy ở đây thì anh cũng bảo với cháu Lực hết rồi các bác ạ, là bảo hành. Anh là bảo hành khi mà sơn lên mà nó bị bong chóc như nào ấy thì sẽ bảo anh thì anh sẽ lên và anh làm lại. Cầm phát tơ gì đó, cầm phát tơ không? Nào để em vào đi nhá, vào cùng anh làm nhá. Thôi thì anh em mình chia đôi nhá. Hôm nay một ngày công anh làm được bao nhiêu? Được 200 mấy? Thường được 200 dưới 270 gì đấy. 270 à? Ừ. Là cơm nuôi. À. Là có cả cơm nuôi đúng không? Ừ. Thế là như cái góc này là mình phải gọi là phải làm như này đúng không anh? Vâng.
sơn này nó không mùi thế nào anh nhở? Anh? Dạ. Cái sơn này nó không mùi thế nào nhở? Đúng rồi. Còn ngược lại còn thấy thơm ấy chứ. Cái này hay ngắn à? Thôi phòng khách thì khi mà lót xong có ba này, bây giờ phải lót cho nó trắng hết hoàn toàn thì khi mà mình sơn lên nó mới lên màu ấy, nó mới lên màu đẹp ấy. Còn gọi là lót như này thì Sấn Lực cũng có thể gọi là lót được các bác, nhưng mà nếu mà đi vào sơn ấy, đi vào sơn thì chắc là không có dám để mà sơn, tại vì lúc mà mình sơn màu lên thì nó là quyết định cái vẻ đẹp của màu sơn rồi. Đấy, anh em thợ sơn thì mỗi người là một góc. Thế để em kể chỗ này cho nhá. Như cái góc này thì các anh là cũng phải là gọi là kẻ hết được của bác để cho nó không có bị nó phải có được cái lớp sơn lót này thì nó mới lên nổi đấy. Đây này thì chỗ này các anh cũng gọi là dùng tấm bạt để mà che hết, cô bác sợ là nó bị dính ra cái phần nền của nó thì mình cọ rất là khó. Nó dính cái phần gạch của nó ấy. Đây đúng không anh? Đúng chưa? Đúng chưa? Anh là người ở đâu ấy? Tuyên Quang à? Vâng. Tuyên Quang lên đây xa phết anh nhỉ? Vâng. Hôm qua thì các anh bảo cháu Lực già gọi là các anh là lên mài một buổi đấy cô bác ạ. Làm một tí thôi các bác ạ, tí anh các anh lại tự mà làm thôi, để đây cho anh nhá. Đây, đây tí lại hộ anh. Thì ông thì cũng là thấy vé rất là miệt mài các bác ạ. Đây, phải nói là khi mà sơn xong ấy nhìn là cái ngôi nhà nó khác hẳn luôn. Bây giờ thì đang là cái lớp lót của nó thôi cô bác. Còn là cái lớp sơn ấy thì ngày mai là các anh sẽ xây thêm. Đây nhá là. Hả? Mới ra hôm này á? Ra rồi ra. Tu xử với đó lên. Tôi sử dụng lắc khẩu á? Sốt tích khẩu với lắc sao? Nâng là lê, thỉnh thoảng lê, mà này răng là dân nào?
Ở mà thiếu năm á. À. Nó dùng đây nó. Em Hải thì lại vừa chạy đi đâu rồi cô bác ạ? Đấy, còn là cái lý do mà em Hải chạy thì cháu Lực sẽ nói với cô bác là sau. Tại đây thì là cô là mẹ của em Sử với em Hải. Tại đây thì cháu Lực không có quá là gọi là đi vào mà quán triệt bảo là ô bác là không được ra đây một chút nào. Đấy, vì đấy thì cháu Lực cũng không có dám nói cô bác ạ. Cháu Lực cũng chỉ là nói với cô rằng là một khi mà ra đây nếu mà thăm con nhìn cái thì có thể là cô có thể thăm, nhưng mà cô không được phép là lúc nào cũng đến mà quấy rối đe dọa cũng như là cuộc sống của ba ông cháu. Hôm qua thì cô là say rượu, cô vào đây nói thì khi mà vừa rồi cháu được gặp cô ấy, thì cháu được cũng đã nói rồi, cô cũng bắt đầu bảo là hôm qua cô say rượu ấy, cô nói cô nói thì ra là cô cũng gọi là xin lỗi tới ba ông cháu đấy cô bác. Đây cô nói với cháu được rằng là như vậy. Đây còn rất là nhiều những ý kiến các bác nói rằng là ở trên kênh nói như vậy thì cũng đúng. Đấy, sau khi gọi là đã bỏ đi tận mười mấy năm rồi, còn quay trở lại khi mà cháu được lên chia sẻ, không biết là ở đây là cô là theo dõi được những thước phim mà cháu được chia sẻ lên, hay là có người khác mà đi nói với cô rằng là ba cháu đang được giúp thế này thế nọ, quay trở lại để mà quay rối hay là như này quay trở lại mà nói cô bác, thì phải nói là rất là khó nói cô bác ạ. Các cô trên vùng cao thì đi học cũng rất là kém, nhưng mà cái tính bảo thủ ấy thì là cực kỳ mà bảo thủ. Đấy, cái bóng đèn này thì đến tối tối này cô bác này thì nó sẽ tự sáng lên, hay ở đây thì nếu mà trời tối hẳn thì nó sẽ sáng luôn. Ở đây thêm một góc nữa, còn là một cái bóng đèn nữa này thì vừa rồi không biết là tại sao lại chưa sáng. Hải ơi, Hải ơi, Hải đâu rồi? Hải không đây. Hải không đây á? Hải thì vừa chạy về nhà rồi cô bác ạ. Này dùng đấy nó dê nó dùng quá mà nè. Hải thì vừa thấy là mẹ của mình về lại chạy đi về đúng không? Đấy, em Hải thì gọi là mang trên mình một cái ám ảnh rất là sợ. Đấy, lần đầu mà em Hải em ấy đi ra nhà mẹ đấy thì là có khi mà em ấy về thì em cũng suy nghĩ lại, thì thành ra là em ấy bây giờ kiểu như là rất là sợ các bác. Ở đây thì hiện tại là các anh đang sơn màu lót của bác ạ. Sơn màu lót thì nhìn phải nói là rất là mịn màng của bác á. Tại vì hôm qua thì các anh là dùng cái máy mài để mà mài hết rồi. Hôm qua thì cháu Đức không có lên mà ghi hình được. Hôm qua thì các anh cũng đã lên làm một buổi rồi của bác. Đấy, ở đây thì hôm nay thì các anh đi vào sơn lót. Tôi làm từ mấy giờ nghỉ anh? Hả? Làm từ mấy giờ thì nghỉ ấy? Đang làm từ 6 giờ nghỉ thôi. 6 giờ à? Ừ. 6 giờ tối à? Ừ. Hết sơn rồi, cho đi vào, cho lấy sơn vào đi. Vâng. Ở đây thì các anh là cái kinh nghiệm sơn của các anh thì phải nói là rất là nhiều rồi các bác. Vừa rồi thì anh nhận sơn ấy thì là anh là đi về để mà nấu cơm ấy. Đây thì anh đi xuống xá để mà anh thuê trọ luôn, thuê trọ để mà ở trong 2 hôm các bác, thuê trọ ở đến bao giờ mà sơn xong nhà thì các anh mới lại gọi là về. Đây, ở đây thì cháu Lực cũng đã gọi là khoán luôn cho các anh rồi, thành ra là cháu Lực chỉ biết là nghiệm thu là cái ngôi nhà mà đúng y xì như cái lúc mà cháu Lực gửi cái bản vẽ lên cho mấy anh em trong phần sơn. Nhìn đâu bác ạ.
Phải nói sơn xong ngôi nhà thì nhìn nó rất là sáng các bác. Ở bên ngoài thì bây giờ gọi là nếu mà không có vào sơn ấy, không có vào sơn lót thì ra là nhìn nó hơi tối một chút. Đấy, bóng đèn thì đến giờ là nó khác sáng không bác ạ, đến tối nó có sáng còn đến ban ngày thì nó lại khác tắt đi. Đấy, còn cái đèn bên này thì nó sẽ sáng ở vừa là nó ra chách ra bên này một chút và vừa là nó sẽ đi ra bên hướng phần cái cửa một chút cô bác ạ. Em Hải thì vừa rồi chạy ở nhà là vẫn chưa thấy về cô bác ạ, chắc là sợ rồi. Sơn này dính hết quần áo rồi anh nhỉ? Vâng. Bức to cái này ta thì không ra. Bức to thung nữa. Bức to thung này thì ta thì nó đi vào sơn có một chút rồi cô bác ạ, dính hết cả áo rồi. Ông thì cũng vào quanh quanh một chút rồi dính vài vết. Đấy, cái bóng điện năng lượng mặt trời thì cũng được hai chị là Nguyệt Thúy là gửi tặng cho ba ông cháu để cho bạn để cho đêm các bác. Đêm thì ví dụ như là vừa soi cho ba ông cháu lúc bà đi ra bên ngoài luôn và vừa soi là trộm ấy. Đấy, khi mà mình có những bóng đèn sáng như vậy thì trộm chắc chắn là không dám vào rồi. Đang với ông là chiêm ngưỡng thêm một chút của bác. Thời tiết ở trên này thì tối tối là bắt đầu lạnh, xe lạnh một chút rồi đấy. Ngày mai thì phủ cái lớp sơn màu vào thì chắc chắn là sẽ nhìn cái ngôi nhà là khác hơn. Có thể là ngày mai thì cháu Lực khi mà các anh làm thì cháu Lực lại không có lên ghi hình được, nhưng mà lúc mà các anh làm xong ấy thì cháu Lực sẽ lên và ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng xem là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ hoàn thiện sơn ấy thì nó sẽ đẹp như thế nào. Hôm nọ thì cháu Lực cũng là rất là băn khoăn là không biết là nên lắp cửa trước hay là nên sơn trước. Nhưng mà trong đó thì được thời gian thì các bác nhắc nhở cháu Lực thì nếu mà thí dụ bây giờ mà mình sơn như này sau này mình vào lắp cửa thôi thì nó lúc mà mình sơn ấy thì nó sẽ không có sợ bị dính cái phần là cánh cửa sổ nữa, tại vì nếu mà dính thì mình lại giấy mài thì nó lại xước hết cái phần cửa sổ rồi. Chắc mai về buổi nó mới lan hết nhở? Vâng. Ở đây thì các anh dùng cái chổi lăn này là các bác này, lăn mà đến khi bao giờ chỗ nào mà lăn được thì các anh sẽ dùng cái chổi này lăn, còn chỗ nào không lăn được các anh sẽ dùng cái chổi chuột nhỏ nhỏ cái để mà quét ấy. Ví dụ như cái phần góc tường ví dụ như cái phần chỗ này là các bác này, các anh sẽ dùng cái chổi cái để mà quét. Mà lăn mà chiêu lách em sửa chắc là về kia sao rồi các bạn, nghe thấy tiếng xe rồi. Xít bằng nó dè nọ. Ngài dè ngài hốt viện sơn một ngày à? Ngài hốt viện sơn một ngày à? Ngài đi đang. Ồ cái này sơn lên đi chứ, 50 chứ đâu bù à, thấm này bị đi. Ồ sơn này lên bà lư, sơn cái bà đấy lên bà lư có mặc thằn mèo cái gạch đấy cái gần. Đi lâu bắt họ à? Vừa rồi thì cháu Lực hỏi ông bảo là sơn như này thì ông có thích không? Ông bảo là rất là thích cô bác ạ. Chỉ được nhìn thấy ngôi nhà người ta mà có sơn thôi. Ông cứ nghĩ là rằng là khi mà mình dùng gạch xay lên thì nó là màu như thế rồi. Nhưng mà cháu Lực cũng bảo với ông là không có phải là mình phải dùng sơn để mà sơn lên thì nó mới ra được cái màu như vậy. Cái màu nhà của em sửa thì cũng là một màu mà vừa rồi cháu Lực thấy là các anh test ra đây một chút này cô bác này. Đấy. Còn rồi thì cháu Lực thấy là các anh test ra đây để xem cái màu sơn đấy
hai cái màu thì nó tương tự, là nó giống giống nhau nhau một chút các bác ạ. Cái màu bên này thì nó là cái màu mà trắng sứa này các bác. Đấy, còn là cái màu bên này thì là cái màu mà nó hơi đậm màu. Nó được nhìn thấy là em sửa ra đây rồi. Xuống nhà làm gì đấy? Nhà ăn cơm á? Ồ, xuống đi. Đi đâu chở thóc về đấy? Ồ, ba xe cơ à? Được là 1, 2, 3, 4 bao à? Ôi. Ôi, phải nói là thanh niên vùng cao thì mới được xe như thế của bác ạ. Như đoạn cua rồi thì cua nó gọi là rất là gấp rồi. Ôi, em xử thì hôm nay thì không biết là nhà mình sơn đâu, hôm qua thì thấy các anh là mài rồi. Sáng sớm nay thì chắc là cũng nhìn thấy là các anh là sơn một chút rồi, nhưng mà chưa có nhìn thấy bóng bẩy như hôm nay. Đấy. Lắp quả hai cái bóng đèn này vào thì cực kỳ mà sáng luôn. Đấy, các anh thì bây giờ cũng làm độ tầm 20 phút nữa thì các anh cũng sẽ nghỉ thôi các bác ạ. Chở thóc về các bác. Nhìn thấy gì không? Có à? Mày không biết là phản ứng của em xử là nó như thế nào các bác ạ, khi mà thấy nhà của mình là có thêm một cái diện mạo mới. Xử thì biết đây là làm gì không? Đang sơn à? Cái sơn trắng này hay là sơn thêm một lớp nữa không? Sơn trắng đấy. Sơn trắng à? Ồ, nhưng mà đây thêm một lớp, đây còn 3 thùng nữa mà. Nó sơn như này này, đây này. Đấy, sơn như cái này nào mà? Sơn như cái này à? Đúng rồi. Thấy mịn không? Thấy sờ vào mịn không? Có dính tay không? Xem nào, xem sờ có dính tay không? Thử lấy con áo sờ thì dính áo không? Không dính đâu. Không dính à? Sơn này thì không phải là sơn mà như kiểu sơn ở chợ kia đúng không? Vâng. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi đâu cô bác ạ. Sở thì đang đi thêm để mà chiêm ngưỡng. Bắt đầu nè. Không. Hả? Cái không. Sơn à? Vâng. Thế sáng sớm ngày mai thì anh chưa lên thì lại lên trên là xem các anh để mà sơn nhá. Vâng. Ngày mai thì các anh sẽ sơn lớp màu vào. Vâng. Đấy, nó sẽ không phải là màu trắng đâu. Vâng. Nó sẽ là màu khác. Vâng. Đấy, lớp này là cái lớp mà lót của nó thì nó mới ra được màu kia. Vâng. Đấy. Đấy, em xử thì hôm nọ là cháu Lực cũng đã bảo với em là ngôi nhà sơn, nhưng mà em cũng chỉ biết là nhà của mình sơn thôi, cũng không biết là nó sau này nó sẽ ra màu gì. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực bảo là sơn màu này có chịu không thì em bảo chịu. Ồ, thích sơn màu trắng thôi. Đang đi chiêm ngưỡng tất cả các ngóc ngách này các bác này, đi vòng đằng sau thêm một lần nữa. Xem là đằng sau này. Đấy, đây thì các anh là sơn hết từ gọi là ở bên bên ngoài thì các anh đã sơn lót hết rồi các bác nhá. Dính không? Chỗ nào dính không? Không dính đâu. Không dính à? À, đây cũng gọi là đây cũng sơn hết rồi các bác ạ. Đấy, em sửa đang đi thêm một vòng nữa. Nó là sơn xong thì nhìn nó khác hẳn sửa nhờ. Vâng. Mới luôn. Ở đây chỉ còn là sơn lót thôi ấy. Ngày mai còn thêm một lớp nữa. Vậy ra đi đây là có luôn một cái bóng đèn năng lượng mặt trời, nên là đèn ngoài trời của bác thì nó sẽ vừa sáng lại ở cái góc này luôn. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là có lẽ là hai anh em cũng xin là kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã tài trợ cái phần sơn cũng như là làm xi cho gia đình của ba ông cháu nữa. Nếu mà cái khoản kinh phí để mà nhà của ba ông cháu ấy, quý nhà ba ông cháu để mà sơn thì chắc chắn là sẽ không đủ nữa rồi cô bác ạ. Tại vì ở đây là tốn tại vì là nó vật liệu nó lên rất là cao, vật liệu nó giá nó cao, và đồng thời là cũng như là vận chuyển từ bên điểm trường ra đây thì cái giá của nó các bác thì nó cũng rất là đắt. Đấy, những lần nào mà cháu Lực gửi tiền thì cháu Lực cũng đã điều ghi hình cho tất cả các bác anh chị là cũng biết là một xe cắt là rơi vào bao nhiêu tiền rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.